Chào mừng toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc ạ. Ở phiên buổi trưa hôm nay thì em tiếp tục lại giới thiệu cho mọi người đến những dòng hàng lan cát bên cơ sở nhà em đang có nhé. Và hai số điện thoại để đặt hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Cát hôm nay thì về rất là nhiều loại và nhà em có phân loại cho mọi người theo từng mã hàng. Và hôm nay thì nhiều loại cát chỉ từ 100.000 trở lên là các bác có một chậu cát rất là đẹp. Và cát thì vẫn có chương trình là miễn phí ship từ 3 chậu bất kỳ trở lên nhé. Và ngoài ra thì bên cơ sở có những thêm cả những dòng lan khác như đai châu, các dòng dây hoa tử đằng. Hàng về số lượng nhiều đẹp cả những dòng phụ nữ nữa. Thì em xin phép lên cho mọi người video update cho mọi người từng loại ạ. Và sau đây thì em xin điểm qua báo giá luôn đến tất cả các quý khách hàng. Hôm nay thì em xin phép chia sẻ cho mọi người một cái lô hàng lan cát lai ra nhà em về. Nó về thì nó tùy theo từng màu nhá. Thì nó sẽ có size to và chậu size nhỏ khác nhau. Và giá tiền em sẽ đính kèm cho mọi người ở trên màn hình. Và hôm nay bởi vì về cũng phải gần 30 loại lan cát ấy, thì em sẽ đánh theo từng mã số 1, 2, 3, 4. Mọi người đọc cho em từng mã số nhá, thì em nhặt nó chuẩn hơn. Nhớ đọc kỹ mã số cho em. Và cát này thì em vẫn đang chạy chương trình bao ship từ 3 chậu. Các bác cứ đặt 3 chậu. Có những loại có 100.000 một chậu thôi. 3 chậu, ví dụ 3 loại 100.000 là 300.000 là được miễn ship. Riêng cát nhà em chạy số lượng và sẽ tri ân cho mọi người với giá rất là rẻ luôn. Đó. Và khi các bác mua cát nhà em thì em sẽ gửi kèm cho mọi người một tờ hướng dẫn kích hoa lan cát nhé, để mọi người kích hoa lan cát thành công. Bởi vì loại này thì hoa nó nở quanh năm. Nếu như chúng ta trồng đúng cách thì mình sẽ được chơi hoa một cách liên tục. Đấy, hàng về nó rất là nhiều loại. Đây, cả bên đây nữa này. Rất là nhiều loại và giá hôm nay thì rất là rẻ. Và sau đây thì em xin điểm qua lần lượt từng loại mặt hàng lan cát trong phiên ngày hôm nay đến khách hàng. Mã cát đầu tiên em xin giới thiệu cho mọi người cái dòng Amazing Thailand. Đó chính là cây bảy sắc cầu vồng. Bình thường cái bảy sắc cầu vồng nó là dòng lan chơi sưu tầm hoa, nó rất là đắt. Chậu hôm nay nhiều thân và nhập của vườn này giá rẻ nhé. Em xin phép bán chỉ có 150.000 đồng một chậu thôi. Số lượng có ít ạ, 150.000. Một vài cây cũng đang có mèo này. Đấy, bông hoa của nó rất là đẹp. Mã số 1, bảy sắc cầu vồng. Mã số 2 là Thông Sofan Gold Slam. Loại này thì em xin phép bán với giá là 100.000 đồng một chậu đấy ạ. 100.000 đồng một chậu. Đây là mã số 2 nhá. Mọi người nhìn hộ em cái mặt hoa lan cát nhá. Cứ đọc cho em mã số 2 thì bên em sẽ nhặt cho các bác chuẩn hoa như màn hình ạ. Mã số 3, mã này có tên là Pet Patent Red. Đây là một cái dòng hoa màu đỏ với cái mắt của nó là mắt mèo rất là đẹp. Em tạm gọi tên Việt Nam là đỏ mắt mèo đấy ạ. Một chậu đỏ mắt mèo hôm nay cũng khá là cứng cáp, khỏe mạnh và đẹp như thế này. Bán chiên mọi người 100.000 đồng một chậu ạ. Rất là đẹp, 100.000 đồng. Đây, có những chậu nó nhiều thân này. 100.000, loại này bán chạy hàng lắm. Mã số 4, đó chính là Village Chip Rose. Cái này có tên gọi là Vua Cương Sơn. Vua Cương Sơn bình thường là 130 mọi người nhá. Vườn này em nhập được giá rẻ hơn. Một chậu Vua Cương Sơn đẹp với giá 100.000 đồng một chậu nhá. 100.000 đồng một chậu. Mã số 5 với tem đó chính là Star of Slam. Loại này thì cây của nó khá là nhiều thân. Có một tên gọi khác đó chính là dòng cam đổi màu. Bông hoa loại này thì bông to. Ban đầu nó nở là màu cam, sau đó chuyển sang màu đỏ. Người ta gọi là bông cam đổi màu đỏ, cam đỏ đấy ạ. Mã số này là mã số 5 nhá, cũng 100.000 đồng một chậu. Qua mã số 6 ạ. Mã số 6 là Thông Sofan Gold. Cái hoa của nó màu vàng rộm rất là đẹp. Mặt hoa như trên màn hình. Mã số 6 này một bụi của nó rất là nhiều thân nhá mọi người nhá. Đây, lấy cho mọi người một bụi này. To, nhiều thân. Loại này là 130.000. Loại này mà lên size to cũng phải rơi tầm 180 đến 200 đấy ạ. Mã số 6, 130.000. Em qua mã số 7 là loại này là Zilox Mai Brownie. Loại này thì nó là dòng cam chớp. Đấy, cam và cánh viền chớp nha. Bông của nó là dòng cắt đại, bông to. Chậu thì thân dạ hành nó hơi còi một tí, nhưng mà bông này rất là đẹp. Loại này thì em xin phép bán cũng 100.000 đồng một chậu nha. Loại này thì nó ít thân thôi nhá, nó không quá nhiều thân, nhưng bông hoa của nó loại này là loại sưu tầm. 100.000 đồng, mã số 7. Mã số 8 em lên cho các bác, đó chính là dòng chậu to mang tên là Amaki. Amaki dòng vàng lưỡi đỏ này. Bụi này thì bụi siêu to bự nha. Mọi người thấy những cái bụi kia thì trồng trong size nhỏ thôi, loại này thì siêu to đùng. Và Amaki loại mã số 8 này em bán với giá là 230.000 nhá. 230.000. Mã số 9 em ký hiệu là Hắc Tùng Đỏ nhá. Mã số 9 Hắc Tùng Đỏ.
bụi siêu to, nhiều thân. Hắc tùng đợt này cây của nó không làm mọi người thất vọng ạ. Bông hoa của nó màu đỏ đậm. Dòng này là dòng hot trong tất cả dòng lăn cát đây. 220.000 đồng một chậu. Hắc tùng đỏ mã số 9. Mã số 10 lên cho các bác cái dòng kim cương xanh. Dòng này thuộc dòng hoa đại, cắt một lá, bông to và rất là sai hoa. Những năm trước khách nhà em mua một chậu to này là 250 rồi đấy. Đấy, lô đợt này thì giá chỉ có 220.000 đồng một chậu thôi mà số lượng giả hành rất là nhiều. Kim cương xanh. Mã số 10, kim cương xanh. Mã số 11, đó chính là chậu vàng môi son, mã số 11. Vàng môi son hay là tú cầu vàng. Loại này thì số lượng có ít ạ, một chậu to nhiều thân. Dòng đây là dòng cắt hai lá hoa chùm, tú cầu vàng. Xin phép bán với giá là 140.000 một chậu. Mã số 12 đó chính là cát hồng phấn ạ. Cát hồng phấn. Dòng hồng phấn này bụi của nó lùn cũng nhiều thân. Đó. Cát hồng phấn 140.000 nhá. Loại này thì hoa thơm, rất là đẹp, 140k. Mã số 12. Mã số 13 là một chậu hoa tím đậm. Lan cát tím đậm, dòng này thì giả hành rất là to, khỏe, mập mạp. Cây của nó to, nhiều thân, hoa thơm, tím đậm. Loại này là 160.000 một chậu, mã số 13. Số 14 chuyển sang mọi người sang cái dòng cắt 3 vàng 3 lưỡi đỏ. Dòng này thì bụi to, nhiều thân. Đây ạ, một chậu của nó giả hành rất là nhiều này. Đây là cắt 3 vàng 3 đỏ ạ. Và một chậu to bự như thế này em xin phép bán là 160.000 đồng một chậu. Mã số 14. Mã số 15 là hồng Molisa. Hồng Molisa, bông hoa của nó màu hồng đậm và hoa rất là thơm. Dòng này là cắt chùm hai lá nhá. 130.000. Số 16 em lên cho mọi người đó chính là dòng cát trắng họng vàng. Loại này chỉ còn duy nhất hai bụi thôi ạ. Hai bụi thì cũng khá là nhiều thân. 140.000 đồng một chậu cát trắng họng vàng, dòng bông đại, hoa to. Mã số 17 em lên cho các bác dòng vàng viền đỏ. Đây cái bông hoa của nó màu vàng tươi với cái viền hoa của nó màu đỏ phần lưỡi ạ, rất là đẹp, 150.000. Mã số 17. 150. Số 18 là cây vàng cánh lửa nhá. Vàng cánh lửa. Loại này thì chậu của nó thì nó ít thân hơn những dòng khác nhưng bông hoa của nó lại rất là đẹp. Đấy cái cánh của nó lửa này. Và cái lưỡi của nó đỏ đậm, 150.000 đồng một chậu vàng cánh lửa. Mã số 18 là một dòng cắt hai lá bông hoa chùm ạ. Đó, dòng này khi mà nở hoa đầy đủ ấy thì nó sẽ rất là sai hoa. Đây là cây tú cầu đỏ ạ, mã số 18 tú cầu đỏ 200k. Mã số 19 là một dòng cắt một lá, dòng bông đại, mang tên là vua đỏ ạ. Vua đỏ, hắc tùng đỏ hay tú cầu đỏ. Đấy, các loại dòng hoa đỏ, bác nào yêu thích màu đỏ thì có thể sở hữu những cái chậu hoa như thế này. Với giá là 220.000, bụi siêu to đùng nhá. Loại này bông hoa to, bông đại. Mã số 20 em lên cho các bác cái dòng chớp ngọc ba màu ạ. Đây là một chậu size to và dòng này hoa cực kỳ là thơm nhá. Hoa thơm, bông hoa rất là đẹp. Loại này thì về số lượng nhiều, một chậu chớp ngọc ba màu size to này em bán là 200.000 đồng một chậu, mã số 20. À, xả hàng dendro tím nhá. Đây là những cái chậu dendro tím này bình thường em bán 120 một chậu mọi người nhá. Hôm nay thì em còn đâu đó tầm khoảng 7-8 chậu thôi ạ. Hôm nay sẽ xả hàng cho mọi người để các bác làm giống. Thứ nhất dòng này hoa của nó màu tím đậm. Rất là đẹp này, cánh sáp bóng, loại này hoa thơm. Hôm nay thì xả cho mọi người một chậu cũng đang lên kỳ này, đang đẩy mầm gốc này với giá là 100.000 đồng một chậu ạ. Em còn 6-7 chậu, tầm 7-8 chậu rồi đấy. 100.000 đồng một chậu nhá. Giá cũ là đang là 120.000. Thanh lý. Xả hàng 100.000 đồng một chậu dendro tím đậm. Tiếp đến là những cái chậu năm cánh trắng Phú Thọ HO và đây là những cái chậu cuối cùng rồi còn và số lượng còn ít thôi nhá mọi người nhá. Giá rất là rẻ thôi ạ. Hàng này thì em bao chuẩn hoa cho các bác, hôm vừa rồi cũng có trong lô sổ ra một vài bông nó nở hoa sẵn rồi. Mã P3 80.000. Mã này gồm một chậu dài gầm gang rưỡi này, có một thân này đang lên kỳ này, có một mầm gốc này, 80.000 thôi. Mã P4 cũng 80.000, năm cây trắng Phú Thọ 80.000. Mã P11 năm cây trắng Phú Thọ, cái này đã kích hoa này, chuẩn bị lên hoa này. Chậu này phải dài 2 gang rưỡi này. Đang lên mầm gốc 101. Mã P14 Phú Thọ 60. Đây cái này lên kỳ ở trên thân nhé. Bây giờ kỳ của nó dài, nó chuẩn bị tách rồi. Mọi người về tách hộ em nhé. Hai chậu hai thân, nù mập đẹp. 160. Mã P18 100.000. 100.000. Mã P20 180.000. À quên, 80.000 thôi ạ. Phú Thọ đây nhiều kỳ chưa? 80.000, chiều cao tầm hơn gang. Tiếp theo đến dòng năm cánh trắng HO Hiển Oanh.
Hiển Oanh ngày xưa 5 triệu một sen, bây giờ mọi người cứ thử xem mà một cái chậu mà nó dài này chắc nó phải rơi tầm mét rồi này. Nó phải bao nhiêu tiền rồi. Mạo ô 7 này, 240 này. Cho mọi người xem nhé, một chậu chiều cao là 1 2 3 gang rưỡi. Cái này cũng phải 3 gang tay. Thân này đang đi ngọn đẹp này, có 240 thôi. Ô 9 50 trắng Hiển Oanh 130, chậu này lên rất là nhiều kỳ trên thân nhá. 1 2 3 4 nhiều lắm. Cái này chắc khả năng nó sẽ đẩy kỳ cắt ra cho em 130.000 thôi. Tiếp theo là ô 11, giò này thân dài đến đây này, dài ngút luôn. Đấy, hai mầm gốc rất là lực, 180.000. Tiếp theo là ô 14, cũng 180.000, hai thân đang lên mầm gốc, hai mầm gốc luôn, 180. Đây chiều cao của nó. Ôi chết rồi. Chiều cao là 1 gang này, 2 gang rưỡi, cái này 2 gang. Ô 15 cái trắng HO 200. Chỗ này hai mầm gốc rất là lực khỏe. Ô 20 150 này, hai thân với cả mầm gốc. Đấy. Còn có gần chục chậu thôi. Và tiếp theo là đơn cam nhá, mọi người cùng ngắm qua cái mặt hoa của đơn cam, những cái bông đơn cam còn sót lại cuối mùa, cuối vụ nhá. Đấy. Chuẩn bị đến cái mùa hoa của nó tàn rồi, và mọi người biết không, cái đơn cam này thì thường dân người ta chỉ khai thác khi mà có hoa thôi. Còn ví dụ trong cái thời điểm mà nó hết hoa thì không có hàng đơn cam đâu, nên là tập trung, nếu mà mọi người thích sưu tầm giống thì mình phải lấy luôn tại thời điểm bây giờ. Và như đơn cam thì hàng này ấy, cây của nó rất là nhỏ, có những khóm nhỏ nhỏ xíu như thế này, nó đang lên mầm này. Các bác đã chơi cái hàng đơn cam phải chấp nhận là mình phải rất là chịu khó ghép và tỉ mẩn luôn, bởi vì cây nó nhỏ, nhiều khi mình ghép mình nó không như những cái loại cây lớn khác, ví dụ như cây kiều mình ghép rất là dễ, rất là nhanh, nhưng loại này các bác trồng rất là phải tỉ mẩn nhá. Đó, và cây của nó cũng không được to đâu. Và em sẽ bán theo phần như thế này, mỗi phần nó sẽ là một lạng mọi người ạ. Và em bán theo từ 2 phần trở lên một lạng như thế này là các bác được một giò đơn cam 70.000. Đấy, mỗi phần này là một lạng, là em bán cho các bác từ 2 lạng trở lên là các bác mua 2 phần này, bên em ship từ 2 phần. Còn nếu mà các bác mua 3 4 phần cũng được. Còn nếu mà các bác nào mà lấy tròn 1 cân ấy thì em sẽ tính cho mọi người là 650 một cân. Thú thực với các bác là mua cái hàng này nó hao lắm. Này, một cái bó này bọn em dỡ ra này, đất cát rồi các thứ, gần như bán những cái lô hàng này nó không có lời, mà gần như thậm chí là có cả lỗ luôn ấy. Nên là lý do tại sao là hàng kg, nếu mà các bác nào phải hiểu thật sự thì khi đặt hàng đến nơi thì mọi người đừng có kỹ tính quá. Nhiều bác kỹ tính quá rồi đến nơi rồi là chê này nọ, bọn em mất cái động lực bán hàng. Mọi người nhé, lưu ý là đơn cam nhà em chia phần, mỗi phần như vậy là 70.000, là được một lạng đơn cam. Và mua thì ship từ 2 phần trở lên. Đấy, hoàn hảo đơn cam. Loại này thì chỉ cần mua ít ít thôi để làm giống thôi ạ, không cần nhiều. Vụ nữ mới này, chắc hẳn rất là nhiều khách chưa có cái dòng vụ nữ này mọi người nhá. Đây là cây nhện nâu. Loại này thì hoa nở liên tục và rất là đẹp. Đấy, khi mới nở thì nó hơi màu xanh xanh như này này. Còn khi nở lâu lâu nó sẽ chuyển sang màu nâu đậm, nâu đỏ như này, bông hoa đẹp lắm. Bông chung. Và một bụi nhện nâu hôm nay rất là to các mọi người nhá. Bụi to này về các bác tách cho em làm mấy bụi ạ. Tại vì nếu mà để như vậy trồng thì nó hơi khủng, mà nó cũng không còn dưỡng chất để nuôi cây nữa rồi. Đây, dễ bám rất là chạy chắc. Và một chậu nhện nâu to như thế này em xin phép bán là 240.000 đồng một chậu nhá. 240.000 đồng một chậu nhện nâu, phụ nữ nhện nâu. Hôm nay thì em có cái về thêm cái loại phi điệp giả hạc, miền Nam người ta là giả hạc. Trong đó có phi điệp Hòa Bình này, phi điệp DH77 này, và có cả Sao Thiên Vương. Thì em sẽ giới thiệu lần lượt từng loại nhé. Và giá hôm nay thì nó rất là rẻ. Một chậu hiện tại là nó cũng đang thắt ngọn này, đang đẩy mầm, và thậm chí là có những cây đang nụ hoa như thế này. Đó, trước mặt mọi người đó chính là một những cái chậu giả hạc phi điệp Hòa Bình. Phi điệp Hòa Bình này là hàng rừng ươm ki lên. Ngày xưa mua được một cái cọng phi điệp Hòa Bình thân ngắn ngắn này đã 200-300 nghìn rồi. Giờ nó rẻ chưa? Một chậu trung bình nó rơi tầm 4 thân, 5 thân. Cũng có chậu thì lác đác một số chậu 6 thân. Đấy, thì một chậu trung bình như vậy em xin phép bán với giá là 130.000 đồng một chậu nhé. Một chậu phi điệp đang nụ hoa, phi điệp Hòa Bình em bán 130.000 đồng một chậu. Đấy, về chơi hoa luôn. Những cái chậu ít thân ấy thường thân nó sẽ dài, còn những chậu nhiều thân thì thân nó ngắn hơn nha các bác nhỉ. Đầy mầm gốc luôn, có 130.000 về chơi hoa. Hoa rất là đẹp. Còn tiếp theo là những cái chậu phi điệp DH77. Dòng này là DH77 có lai thêm một chút nên là bông hoa của nó, lưỡi của nó rất là đậm, rất là đẹp. Mọi người, bông hoa sổ trong lô này, đẹp chưa? Thơm lắm, thơm ngắt, ngắt hương luôn. Cánh của nó cánh sáp bóng. Đấy, cánh hoa bên em thì nó tàn rồi. Một chậu hiện tại nó đang rất là nhiều thân, và thân đi rất là lực này.
Đây mọi người này, có cả những cái chậu mà nó thắt ngọn chưa hoa tí nào luôn, đầy thân chưa hoa. Còn những chậu nào mà mầm gốc nhiều thì thân hoa lại ít. Đấy, trung bình một chậu nó cũng xem như thế này. Đó. Và một chậu DH77 Lai như thế này em xin phép bán với giá chỉ có 100.000, à 110.000 đồng một chậu thôi ạ. 110.000 đồng một chậu nhá. Đầy thân, đầy mầm. Mắt là mua 2 chậu, em sẽ tính cho mọi người 200.000 hai chậu. Nó có ít nên em bán cho nó nhanh. Hàng về có ít thôi, 200.000 một cặp, còn mua lẻ là 100 một chậu nhá, đầy mầm. Ui nhiều cây lá mít đẹp lắm mọi người, đầy kỳ trên thân này. Đấy, có 100 một chậu. Đây là DH77 nhá. Còn những chậu này thân tơ thì nó nhiều, mầm gốc thì nó ít. Tiếp đến là những chậu sao Thiên Vương ạ. Là một cái dòng hoa phi điệp, mặt bông nó cũng hơi chớp chớp, rất là đẹp nhá. Cái dòng sao Thiên Vương này mệnh danh là hoa thơm, và hiện tại thì cây nó đang đẩy khá là nhiều mầm gốc rồi. Chiều chạy cao trung bình nó rơi tầm 3 gang. Tay của em cũng có thân nó rơi tầm 4 gang. Nói chung là trung bình nó như vậy. Và một chậu sao Thiên Vương đang nụ hoa này, em bán chia sẻ cho mọi người chỉ có 65.000 đồng một chậu đó. 65.000 đồng một chậu sao Thiên Vương. Về chơi hoa. Ngày xưa đây là giống phi điệp đất và hot đấy. Điệp lá biên phát tài nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác những cái chậu hồ điệp lá biên đang có nụ hoa, và lô này thì biên khá là nhiều, cây to đẹp. Và một chậu biên hai ngồng nụ như thế này em xin phép bán là 80.000 đồng, à quên 60.000 đồng một chậu. À, xin lỗi mọi người, cái giá 80.000 là cái lô của hàng Tết. Còn giá hiện tại là chỉ có 60.000 thôi. Một chậu hai ngồng rất là đẹp. Và loại này thì em sẽ bao ship cho các bác mua 5 chậu nhá. 5 chậu bao ship 300.000 được miễn phí ship. Cái đơn này em chạy số lượng. Hương tam bảo sắc hoa vàng, một trong những cái dòng dáng hương tam bảo sắc bông hoa thơm, và mặt hoa y hệt hoàng nhạn luôn mọi người nhé. Màu vàng ươm này, thơm lắm mọi người ạ. Để nói về những cái dòng dáng hương thì quế này, lan hương này, dáng hương tam bảo sắc này, những dòng dáng hương này là những dòng hoa cực kỳ là thơm và hoa của nó lại đẹp nữa. Thế hôm nay thì một bảng mà em chia sẻ cho mọi người, những cái bảng này nó đang ghép sẵn rồi nhá. Một bảng trung bình nó cũng tầm 5-6 cây. Đấy, 5-6 cây, và cũng có cây nở hoa, cũng có cây còn đang nhú nụ nhá. Và trung bình một bảng lá xếp như thế này em bán chỉ có 170.000 đồng một giò thôi. 170.000 đồng một giò dáng hương tam bảo sắc hoa vàng lá xếp. Hàng rất là đẹp. Em lên cho mọi người những cái bảng châu như lưỡi bẹt nha mọi người nhá. Đây là những cái bảng bẹt châu như. Đây, những cái cây hàng chuẩn hoa luôn mọi người. Một cái dòng bẹt xuất sắc, cánh của nó bay đẹp này. Cánh tròn màu bay đẹp đấy, đang nở hoa này. Bông tròn màu đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Và hôm nay những cái bảng bẹt này á, chia sẻ cho mọi người một bảng rất là nhiều thân, và cũng đang nảy mầm gốc này, với giá là chỉ có 140.000 đồng một bảng thôi. Một bảng châu như bẹt hôm nay chỉ có 140. Mọi người lưu ý tất cả những dòng thân thòng này, khi mà nó gập thân thì nó sẽ hơi bị gập một tí nhá, nhưng mà thân của nó vẫn cho hoa, vẫn cho nụ như bình thường, và vẫn nhân kỳ để làm giống ạ. 140.000 đồng một bảng bẹt châu như, rất là đẹp. Kiều tím, dòng kiều tím của Thái Lan thì nó nổi tiếng là một cái dòng kiều mà hoa của nó màu tím đậm mọi người ạ. Đó, hôm nay em lại tiếp tục về thêm một lô hàng mới kiều tím nhé mọi người nhé. Đây mọi người, tình trạng chậu này, cây của nó khá là mập, khỏe. Chậu nào mà thân nhỏ nhỏ thì nó sẽ nhiều thân, còn chậu nào mà thân nó đanh hơn thì nó ít thân hơn một chút. Và một chậu này em sẽ bán đồng giá cho mọi người với giá là 190.000 đồng một chậu nhé. Đây là size chậu to, cây đanh khỏe, một số cây đang sưng mắt nụ. Nếu các bác muốn lấy cái chậu đanh thì các bác lấy cái chậu mà thân nó to thì nó ít thân hơn. Còn những chậu mà thân nó luôn phun mà nhiều thân mầm nhỏ này thì thân của nó sẽ còi hơn một tí xíu, bởi vì nó đang dồn chất để nuôi quá là nhiều những cái cây con đang mọc. Đấy, đẹp chưa? Hôm nay có cả kiều tím. Dòng này là dòng tím đậm đấy ạ. Đấy, những cái tác phẩm kiều tím ở bên Thái Lan nó gần như là nó nổi tiếng lắm rồi. Nổi tiếng trong giới chơi lan rồi ạ. Corat Koki ạ. Hôm nay thì nhà em về mới cái lô hàng Corat Koki hàng chậu gỗ, và nếu mà so chậu gỗ với chậu nhựa thì nó cũng có một sự khác biệt không hề nhẹ đâu ạ. Đây, loại chậu gỗ này thứ nhất là cây nó sẽ to, nó nhìn hơn, và Corat Koki hôm nay lá xếp rất là đẹp, bản lá bóng mượt. Còn đây là loại chậu nhựa này. Ở thị trường hiện tại thì em đang tham khảo thì rất là nhiều shop cũng có bán Corat Koki, nhưng gần như là chỉ có hàng cây đơn thôi. Còn đây là hàng chậu hai cây mọi người nhé. Cây đơn bây giờ bán lẻ ra một chậu đơn cây đã 130 rồi ạ. Nghe em bán chậu hai cây. Đấy, hai cây đều nhau như thế này với giá chỉ có 180.000 thôi ạ, 180. Còn nếu mà các bác muốn hàng VIP hơn thì hãy chuyển sang loại chậu gỗ như thế này, cây nó to hơn để các bác so sánh nhé. Đấy ạ, ví dụ cho chậu gỗ này đây, chậu nhựa này đây, đấy cây nó sẽ to nhỉnh hơn,
nhiều và cũng là cây đôi nhá mọi người nhá. Thì loại size chậu gỗ này nó với giá là 240.000 ạ, 240.000 một chậu, hai cây. Corat Coqui hoa thơm. Em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng hàng vũ nữ rất là thơm mà vòi hoa của nó cũng lại dài vừa khủng nữa, đó chính là dòng vũ nữ nhện xanh. Ngày trước đây thì em cũng có cái bán cái dòng hàng này cách đây tầm năm ngoái, và khi đó thì cái chậu của nó rất là bé, nó chỉ bằng đâu đó 1/3 cái chậu hiện tại thôi. Và hôm nay thì nhà vườn này họ xuất cho một cái lô hàng khủng, nó là chậu khủng, bởi vì một cái chậu này em cân lên ấy, nó phải rơi từ 2 cân đến 3 cân cơ mọi người ạ. Một chậu siêu to đùng này. Chính vì cái chậu to này nên là gửi đi tiền cước nó sẽ nhỉnh hơn là những hàng khác một chút xíu nhá. Nhưng mà các bác nhận hàng thì 10 bác sẽ ưng ý cả 10. Đệ hàng của nó siêu nhiều nụ mọi người ạ. Cái dòng vũ nữ này kiểu nếu mà để nói vào độ sai hoa thì nó sai hoa hơn tất cả những dòng vũ nữ khác. Đấy, cái vòi hoa đang lên này. Em đính kèm cho mọi người một cái chậu hoa, mặt hoa của cái chậu khủng của cái lô hàng của vườn này họ không xuất. Họ xuất cho những cái chậu này tạm thời gọi là khủng rồi, còn một chậu khủng nữa cơ. Họ để ở vườn ấy mà mỗi lần mà các khách khác họ đến đều rất là trầm trồ. Và một chậu nhện xanh khủng này hôm nay em chia sẻ với mọi người chỉ có 220.000 thôi. Đố các bác mua được ở đâu một chậu nhện xanh khủng này với giá 220. Khẳng định luôn là không hề có nhá mọi người nhá. To lắm ạ, vĩ đại lắm. Các bác lên chơi một chậu để biết được cái vị đẹp của nó như thế nào. Tiếp bên đây là những cái chậu hoàng nhạn ạ. Hoàng nhạn đây là cũng là hoàng nhạn cây chậu gỗ nhá mọi người nhá. Một chậu của nó sẽ là hai cây. Bản lá của hoàng nhạn nó sẽ nhỏ hơn của dòng Corat Coqui, đều là những dòng cây lá xếp. Hàng hoàng nhạn thì hoa thì thơm rồi, khỏi phải bàn luôn. Một chậu đôi hai cây như thế này. Mới về thêm nữa ạ. Em bán là 220.000 đồng một chậu hoàng nhạn nhá. Hoàng nhạn 220.000. Hoa màu vàng đậm. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với mọi người đến dòng vũ nữ nhá. Vũ nữ hôm nay nhà em có một số loại vũ nữ mới về. Cây của nó cực kỳ là đẹp, bụi to. Và đây là những dòng vũ nữ mà nở hoa quanh năm. Một số dòng hoa thơm mà bền rất là đẹp, chơi lâu tàn. Và trước mặt mọi người đây là dòng vũ nữ mèo cam, mệnh danh là màu cam lửa rực rỡ ạ. Đó, dòng này bụi của nó rất là to, nhiều thân. Lô đợt này nhà vườn xuất cho em toàn chậu to thôi. Có những cây thì nhú nụ cao rồi, có những cây thì mới bắt đầu hơi nhú nhú vậy á. Và cũng có những cây thì nó chuẩn bị nhú nụ thôi. Bởi vì lô hôm nay thì em toàn chọn chậu to. Có những cái chậu bé người ta đang nhú nụ nhưng mà nó ít thân quá nên em cũng không lấy. Và một chậu to của vũ nữ mèo cam ngày hôm nay em xin phép chia sẻ cho mọi người với giá chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi ạ. 200.000 đồng một chậu. Riêng vũ nữ thì em bao ship từ 3 chậu. Còn phía bên đây là những chậu sô-cô-la hoa thơm. Những chậu sô-cô-la với cái ngồng của nó siêu mập đó, cực kỳ là mập mạp. Một chậu sô-cô-la cũng toàn giả hành to bự này. Có những cây củ giả hành to bằng cái bàn tay luôn. Đấy, to, đẹp, nhiều thân. Và một chậu sô-cô-la hôm nay cũng chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi nhá. 200.000 đồng một chậu. Hàng này là hàng loại chọn, loại A của nhà em. Tiếp đến là vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Một chậu hoàng hậu hoa xanh ạ. Nhiều thân, nhiều giả hành và đang lên rất là nhiều mầm. 160.000 đồng một chậu. Và ngọc cẩm thạch hoa xanh duy nhất chỉ còn hai chậu cuối cùng. 140.000 đồng một chậu ngọc cẩm thạch hoa xanh nhé. Dòng này thuộc dòng ngàn hoa, rất là đẹp. Tiếp đến đây cho mọi người những cái chậu kiều đột biến hoa trắng nhé. Kiều này là dòng kiều đột biến, hoa của nó là màu trắng tinh, cánh tròn đẹp, đi thi dự triển lãm rất là nhiều những cuộc thi hoa lan và đạt được giải thưởng ạ. Chậu đợt này thì cây cao to, nhiều thân, chiều cao tầm một gang tay đổ lại nhé. Hồi xưa bán cái kiều đột biến chậu nhỏ nhỏ, nhỏ hơn thế này, đây, thân nó lùn như thế này, và nó còn bé hơn này ấy, nhưng mà nó còn một bằng một nửa thân. Đây là 300.000 một chậu các bác nhé. Đấy, mới năm ngoái đây thôi. Đấy, hôm nay để lấy một cái lô này nó nhiều. Em giao lưu mọi người 201 một chậu đấy. Đợt trước em lấy cũng 50 chậu về đã bán cháy hàng. Đây là lô mới về nhá, lô mới về đấy. Hàng đẹp, bao mướt. Một số cây đang hơi hơi sưng nụ, hơi hơi sưng rồi. Còn đâu thì về các bác thì trong một thời gian nữa thì nó sẽ lên giống, bởi vì giống này nó đắt, mình phải về trồng. Khách nhà em hồi xưa mua cái chậu bé xíu riu, bây giờ trồng nó thành chậu to bự rồi. Mà hàng khủng của cái loại này toàn tiền triệu rồi, mấy triệu, vài triệu một chậu. Tiếp đến là dòng đai châu Thái. Hôm nay thì em có rất là nhiều những màu sắc của dòng đai châu Thái khác nhau, đặc biệt hơn là cái màu hồng cánh sen, hàng chuẩn hoa nhá. Giá thì rất là rẻ. Và đai châu này thì em có thể ship từ một cây, hoặc các bác có thể đặt combo nhiều loại cũng được. Combo đầu tiên là một cây đai châu hồng cánh sen. Hàng này là hàng chậu nhựa nhá. Hàng này thì size lá mít, bản lá ngắn, lại mít xếp. Giá là 130.000 một cây.
Còn sang loại bên đây, hồng cái sen hàng VIP to hơn. Loại này là hàng chậu gỗ ạ. Chậu của nó sẽ nhiều cặp lá hơn, trung bình tầm 5 đến 5 cặp rưỡi lá. Và loại này là 270.000 đồng một cây. Em có một chậu hồng cánh sen hàng chậu gỗ, nhưng là chậu bồng con này, mẹ bồng con. Chậu này là 300.000. Hàng này là hàng hoa chuẩn nhá. Những cái cây nhỏ nó chưa sổ, nhưng cái lô này là lô hoa tím, hoa tím đậm nhá. Và còn cái lô này thì đã có mặt bông rồi, nở tại vườn rồi, vừa cắt ngấm hoa đi. Sang bên đây là dòng đai châu mít xếp. Mít xếp này thì có hiện tại là có hai màu. Một chậu là loại thân đỏ này. Đấy, thân đỏ này. Và một loại thân hơi đốm đốm. Đấy. Loại này thì mít xếp đẹp, 120.000 đồng một cây. Đai châu mít xếp còn 5 chậu. Tiếp theo là đai châu màu cam lửa. Đai châu màu cam lửa, một chậu 2 cây. Màu cam lửa này hoa đẹp cực kỳ luôn ạ. Hoa đỏ màu cam lửa rực rỡ. Em sẽ gửi cho mọi người xem mặt hoa đính kèm nhé. 230.000 một chậu 2 cây to. 230 hàng chậu gỗ. Màu này cũng hot, bán nhiều. Và một cái màu nữa đó chính là màu ngọc trai đen. Ai chơi cái dòng lan ngọc trai đen đợt vừa rồi em mua về ấy, cái đợt mà bán lần đầu tiên ấy, thì lúc đấy đang sổ hoa, cái bông hoa của nó màu đậm, rất là thơm, rất là bền. Một chậu nó chúng mình 2 cây, mà 2 cây đều tăm tắp nhé, chứ không phải cây 2 cây nhỏ cây to đâu. Loại này thì em bán với giá là 230.000 đồng một chậu ngọc trai đen nhé. Hàng mới về, cây to. Em lại tiếp tục về thêm một lô hàng brass nữa nhé. Brass thì em sẽ có màu trắng và màu vàng. Hôm nay thì bụi của nó khá là to, khá là nhiều thân. Cái dòng này hoa nở quanh năm các bạn. Đó, lác đác một số cây vẫn còn đang nụ hoa. Một số cây thì hoa cũng chuẩn bị tàn rồi. Hoa màu trắng thì rất là thơm và màu vàng cũng thế. Và một bụi to như vậy em bán 100.000 đồng một bụi thôi. Đây, một cái chậu bùa rát này. Đây là màu trắng này. Còn đây là màu vàng này. Chỉ có 100.000 một bụi thôi ạ. Hôm nay thì em vừa cập bến một lô thành đạm Indo hàng siêu khủng ạ. Lô này phải nói là cực kỳ khủng luôn. Chưa bao giờ một cái lô nào khủng như thế này luôn mọi người. Một bụi siêu to đùng, siêu to khổng lồ. Đấy. Và rất là nặng tay. Loại này thì hoa của nó thơm, bền, đẹp. Hàng này hoa của nó như những chùm chuỗi mảnh cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, và hôm nay thì một cái bụi to khủng như thế này, cỡ như thế này, em xin phép bán 450.000 đồng một chậu nhá. Đây cái loại mà hàng khủng mới về đó. Nói chung là hàng siêu to đùng luôn. Hàng này không mua thì hơi phí. 450 một giò. Rất là bự, rất là to. Hoa từ đằng thân leo. Giống hoa từ đằng thân leo này. Nhà em bây giờ nó đang leo rất là khỏe luôn. Chủ yếu mà đến thời điểm mùa hè, các bác lên trồng một cuộn hoa từ đằng trước sân cửa hoặc là sân cổng ấy. Thì cái dòng này hoa của nó rất là đẹp. Hoa màu tím tượng trưng cho tình yêu và cho sự thủy chung. Và một cái vòng hoa từ đằng này nó có thể dài từ 2 đến 3 mét nhé. Cái này là chưa rỡ ra, nhưng rỡ ra thì vòng rất là dài. Mọi người quấn lên trên những cái dàn cho em. Và cái lá của nó đang dài, nó lên như thế này. Khi gửi đi thì có thể nó hơi rũ một tí, nhưng không có ảnh hưởng gì. Đây, hàng bầu đất nhé. Hàng này các bác trồng có thể trồng một chậu to. Nếu mà các bác ở những khu thành phố, hoặc là trồng ở sân, ở cổng, hoặc ở vườn ấy, thì cái này những bác ở nông thôn, hoặc là những bác ở quê ấy, mà có chỗ thì các bác trồng ra vườn vẫn đều thích hợp ạ. Cái dòng này dễ trồng từ miền Bắc đến miền Nam. Em bán một cuộn như vậy có 180 thôi. Em chạy số lượng thì em mua 2 chậu này em bao ship nhé. Mua 2 chậu hoa tử đằng em miễn phí ship cho các bác ạ. Nhà em còn nhiều lắm, đầy những cái chậu mà em quay tượng trưng thôi. Còn cả một cái dãy ở ngoài vườn em đang ươm giống ạ. Dòng đen đô xuân mặt hoa trắng mắt tím này. Cái loại này thì hoa chuẩn hoa. Và hàng này ươm ki lên. Em có duy nhất 2 chậu để sưu tầm mặt hoa thôi. Bình thường nó là trắng mắt đen, rồi là trắng các thể loại. Nhưng mà cái trắng mắt tím này là cái mặt hoa, cũng là cái dòng hàng sưu tầm mặt hoa nhé. Chậu em gọi là đây, chậu số 1 này. 1, 2 này, 3, 4, 5. 5 thân to mập. Và có 1, 2 cái ki ở dưới này. Chậu này rất là to luôn. Loại này đắt ngang ngửa với dòng 5 cánh trắng ạ. Chậu to này em bán lấy giá là 270.000. Chậu này hôm trước bán 290 này. Đây chậu số 1 còn giảm giá 270 nhé. Và chậu số 2. Chậu này thì hôm trước bán 220, hôm nay giảm giá nốt là 200. Một thân này đang lên ki này, 2 này, 3, 4 thân. Cái ki này cũng đang lên nhưng mà nó bị cấy cái ngọn đang lên, chắc là nó sẽ để những cái mắt mới. Rồi này 200. Mặt hoa thì chuẩn hoa như trên màn hình. À, đen rũ mắt đen này. Những cái chậu to nhiều thân này hôm nay em sẽ chia cho mọi người bán một chậu đen rũ mắt đen với giá chỉ có 150.000 thôi. Chậu to nhiều thân. Có duy nhất 3 chậu này, chậu lan nhựa này, to nhiều thân có 150. Dòng này hoa sai đẹp. Phía bên đây là những chậu đen đô xuân. Đen đô xuân hàng này thì hàng xoa sổ số nhé. Hàng này chưa rõ bông, còn những hàng rõ bông thì em sẽ bán theo mặt bông riêng. Bởi vì giá đấy là giá nhập riêng. Còn cái hàng sổ số này thì cây nó
to đẹp mà giá lại rẻ hơn. Đây ạ, một chậu to nhiều thân như này. Em bán một chậu đen Roseon hoa sổ số như vậy chỉ có 170.000 đồng một chậu thôi. Siêu to đùng, hàng này là hàng trồng thuần tại Việt Nam. Cái lô của nhà vườn này hôm trước sổ ra có bông màu trắng này, có bông màu tím này. Cái lô này cũng nhiều màu sắc này ạ. Đẹp. Theo thì giới thiệu cho mọi người một cái lô hàng lan lọng ạ. Lọng này là lọng đỏ nhá, không phải những cái lọng mà hàng rừng đâu. Hàng này là hàng của Thái Lan. Đấy, lọng đỏ hàng Thái, hàng này hàng siêu VIP. Hôm trước em có vài chậu thì bán hết rồi, hôm nay về thêm một lô mới này. Đây cái tên của bên Thái này. Và một chậu lọng thì rất là nhiều thân. Một chậu lọng đỏ rất là nhiều thân như này em bán chỉ có 150.000 đồng một chậu thôi. Lọng đỏ. Bắt đầu hôm trước có khá là nhiều bác hỏi lọng đỏ ấy, nhưng mà hôm trước em quên, em không có ghi vào sổ ấy, tưởng là không có hàng. Và hôm nay thì nhà vườn người ta vừa xuất lô đợt này, nhiều cây thân bản lá to lắm. Lọng đỏ có 150.000 một chậu thôi. Đấy, về sưu tầm cái mặt hoa của nó màu đỏ chót này. Hôm nay thì em cập đến một cái lô dáng hương đuôi cáo mọi người ạ. Dáng hương đuôi cáo, đây là cáo lá xếp nhé. Cây của nó thì cũng vừa vừa xinh xinh. Đây là cáo xếp toàn chậu, chậu trung bình tầm 2 đến 3 chậu trên một 2-3 cây trên một chậu. Một số cây bây giờ cáo đang chuẩn bị đẩy nụ hoa này. Đó. Chậu 2 cây thì thường nó nhỉnh to hơn, còn chậu 3 cây thì nó sẽ bé hơn. Cáo đang chuẩn bị đến mùa nụ nhá. Và một chậu cáo này lá xếp này em bán chỉ có 130.000 đồng một chậu thôi. 130.000 một chậu cáo lá xếp rất là đẹp. Hàng này là giống cáo Cao Bằng. Không phải chậu nào cũng được xưng nụ luôn đâu ạ. Có chậu đang xưng nụ, có chậu đang chuẩn bị đẩy nụ ạ. Đấy mọi người nhá. 130.000 đồng một chậu. Thuần rồi. Theo sang là Đai Châu Thái. Hàng này là hàng chậu cây đôi này. Chậu này đa phần nó sẽ là màu đỏ, sắc pháo nhiều, đẹp lắm. Đây có cả cái thân này màu xanh. Đây có chậu hai hoa hai màu trong một chậu này. Một bảng to, hai thân như này, cây to lắm ạ. Em bán 220.000 đồng một chậu nhá. Đây là Đai Châu Thái hàng bảng 220.000 một chậu. To. Tiếp theo là dáng hương đuôi cáo xếp Cao Bằng. Sắp tới là đến cái dòng này là chuẩn bị đến thời điểm là cáo ra hoa rồi ạ. Và một chậu 3 cây trung bình 3 cây lá xếp V này, xếp ngắn như này. Em bán với giá là bao nhiêu ta? 210.000 đồng một chậu thôi. Sale cho mọi người 210.000 đồng một chậu cáo để chuẩn bị chơi hoa. Em có một số những cái cây lan ống điếu để sưu tầm này. Cây giả hành to, bự, khỏe. Và mọi người thấy là cái mặt hoa của ống điếu, hoa cánh xoắn rất đẹp. Đấy, nghe tên thì nó là lạ thôi, nhưng mà bông hoa của nó đẹp thật sự. Đấy, bụi to này em bán là 150 một chậu ống điếu, 150k.